Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị và các bạn thân mến, mệnh chủ tuổi Thân sinh năm 1980, nạp âm ngũ hành là Thạch, Lựu, Mộc, phần lớn là người cả đời vất vả, nữ mệnh thì tài đức, hiền thục. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành Bích Thường Thổ, Mộc Thổ tương khắc, vậy nên mệnh chủ sẽ gặp phải các bệnh liên quan tới thận và xương cốt. Đây là một điều mà các mệnh chủ hết sức chú ý, đặc biệt là chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, đề phòng những bệnh xương khớp, dạ dày có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gia chủ. Năm nay có thể vất vả mới được tài, cần phải lưu ý bảo vệ sức khỏe tránh vất vả quá độ. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện đào hoa ảo ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình hoặc danh dự bản thân, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo tránh bị mê hoặc. Canh dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này gia chủ tuổi Canh Thân đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc đang tiến hành. Ngoài ra thì cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nam mạng, trong năm 2020 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại may mắn tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Canh Thân nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở. Kinh doanh, buôn bán thì không phát triển. Ngoài ra thì cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nam mạng, trong năm 2020 thì gặp hạn toán tận. Những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc, của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc. Thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán vận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn thường xảy ra là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng ứng phó. Nếu người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nữ mạng, trong năm 2020 gặp vân niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, báo hiệu một năm thành công và no đủ, có tài lộc hoạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản. Làm ăn thì tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc là xuất hành đi xa đều có lợi. Sức khỏe tốt, tránh sông nước cầu phà, cho vay nợ khó đòi nên làm phúc giúp đỡ người khác. Nên chân thành, trung thủy, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ, có bạn khác giới đang muốn lợi dụng. Về tổng quan vận hạn của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm Canh Tý 2020. Trong năm nay thì tuổi Canh Thân 1980 và Thái Tuế hình thành cục diện Thân Tý bán hợp thủy cục. Về tổng thể, bản mệnh có một năm làm việc vất vả lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa năng lực, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Canh Tý, tuổi Canh Thân 1980 sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi mà nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Thế nhưng để có thể đi tới thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang bên theo người một kim bài Thái Tuế.
Ngoài ra thì do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương khiến cho mệnh chủ tính tình nóng nảy nên năm nay tuổi Canh Thân 1980 dễ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người, nóng nảy, dễ sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bản mệnh không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như là sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế ảnh hưởng cũng như là sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên thì dưới tác động tích cực của cục diện thân tí bán hợp, trong năm 2020, bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm nay hợp với Thái Tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là tinh hòa với bản mệnh. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Thân cần phải đề phòng, có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra thì cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh xa đà vào công việc, khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Năm nay có thể là một năm vất vả mới được tài, cần phải lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh vất vả quá độ. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện đào hoa ảo, ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình hoặc danh dự của bản thân. Cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tránh bị mê hoặc. Để tăng cường sự tập trung và giữ cho đầu óc được thanh thản, tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý gia chủ 41 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, tuổi Canh Thân sinh năm 80 sẽ là 41 tuổi nên sẽ phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 80 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm nay sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Với nam mạng Canh Thân sinh năm 1980 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Giác, Đông Nam Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Canh Thân sinh năm 1980 sẽ là cung Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch là hướng Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Giác, Tây Nam Ngũ Quỷ. Mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng 1, 2, 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất thì có thể tiến hành vào những ngày này. Một số mệnh chủ tuổi canh như là ất mão, ất hợi sinh năm 1995, ất tỵ 1965, ất sửu 1985. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc đó là thân, tý, thìn, hóa, thủy vào các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hành thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp, đó là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tý sẽ chọn ngày giờ là Thìn,
Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Thìn thì sẽ chọn ngày giờ là giờ Tý nhé. Về tuổi Thiên Lộc, tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Canh Thân sinh vào năm 1980 sẽ là thân bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956 và Nhâm Thân là 1992. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Canh Thân sinh vào 1980, đó là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Canh Thân sinh năm 1980 đó là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955. Tuổi Thiên Mã, tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Thân sinh năm 1980 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998. Vị trí cung tài lộc Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa âm, dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn ở trên kênh. Và thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần phải tuân theo các cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc chắc chắn tốt thì phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người phương Đông, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống.
Đặc điểm của cây kim ngân là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình cây, thích hợp với trồng trong đất cả về thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim như tuổi Giáp Tý. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian tươi lành, trong mát. Và ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh, hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi canh thân sinh năm 1980 thuộc mệnh kim. Và cuối cùng, việc lựa chọn quần áo màu sắc và màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi canh thân sinh năm 1980 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình. Để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự đóng góp chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.